Tập 23. Vào đi. Viện trưởng, đây là tài liệu mà ngài cần. Được. Hôm nay vợ của ngài không tới được cơm sao? Chắc đang trên đường tới. Cứ để đó đi. Dạ vâng, không có chuyện gì nữa tôi ra ngoài đi. Alo. Phải là tôi. Cái gì? Khả Phong, em biết rồi sao? Dạ vâng, bác sĩ Hồ đã nói với em. Khả Phong, ngay cả anh cũng tới rồi. Vậy tình hình của mẹ em rất nghiêm trọng đúng không? Đúng là rất nghiêm trọng, cần phải mau chóng hóa trị. Vậy em mau vào trong đi. Dạ được. Bố, tại sao lại hóa trị? Bệnh tình nghiêm trọng lắm, phải hóa trị phải không? Lúc con đưa người của công ty tới kiểm tra sức khỏe, mẹ vẫn ổn. Điều tại con, điều tại con không tốt. Con đừng tự trách, không phải lỗi của con đâu. Sức khỏe của mẹ con vốn đã không tốt rồi. Làm phiền cô một chút, có chuyện gì vậy? Cô xem giúp tôi đi. Cô bé này có phải người nhà bọn họ không? Đây là cháu gái của bà Chân mà. Cô biết bố mẹ của nó ở đâu hay không? Nói ra thì đứa trẻ này rất đáng thương. Từ nhỏ đã không có bố mẹ, là một tay bà Chân nuôi nó lớn. Kể ra thì mẹ của đứa trẻ này đúng là độc ác. Bà Chân đã vô cùng tức giận rồi. Cô nói coi, đứa bé mới được 6 tháng mà đã dứt bỏ nó để chạy rồi. Thế giới này sao lại có người mẹ độc ác như vậy? Chân Châu, chỉ số trong bản báo cáo này đã thể hiện rất rõ thận của cô đang xuống đi một cách nhanh chóng. Thuốc mà trước đây bà ấy uống không có tác dụng gì sao? Hiệu quả rất nhỏ. Cứ như vậy sẽ là một thách thức rất lớn đối với thể chất lẫn tinh thần của bà ấy. Không biết là cô của em có thể chịu đựng được nữa hay không. Nếu như chúng ta vẫn còn có lựa chọn này thì vẫn chưa phải là điều tệ nhất. Chỉ sợ thời gian vẫn không đứng về phía chúng ta. Khi nãy bọn con gấp rút quá trị cho cô thì đột nhiên cô ấy bị sốc. Con sợ sau này mỗi lần quá trị cô ấy đều sẽ bị sốc. Viện trưởng, thận của cô đã sắp sửa hoàn toàn mất đi tác dụng rồi. Con kiến nghị có cần đến trung tâm cấy ghép đăng ký hay không?
nhưng mà phải đợi quả thần phù hợp nhất. Không biết phải đợi trong bao lâu, chúng ta có thời gian hay không? Cách tốt nhất và nhanh nhất là tìm người thân quyên tặng. Nhưng Lâm Lâm lại không phải là con gái ruột của cô. Hay cô có người thân nào khác hay không? Em tỉnh rồi sao? Nên uống thuốc rồi. Tình trạng của em thật sự tệ như vậy sao? Em đã nghe hết những gì hai người vừa nói rồi. Anh nói em biết đi. Nếu như mà em đã biết thì anh không giấu em nữa. Trên thực tế, chỉ cần có thể tìm được quả thận phù hợp thì tỷ lệ chữa khỏi là rất cao. Về mặt này, em cần phải tin anh. Điều em cần làm bây giờ là uống thuốc đúng giờ và nghỉ ngơi hợp lý. Còn nữa, đừng có chạy lung tung biết không? Ở trong nhà ngột ngạt lắm, vậy em ra công viên đi dạo đi. Có phải là em đi tìm chân châu rồi không? Vậy em tìm thấy chưa? Anh đã biết từ lâu. Bọn họ đã chuyển nhà rồi. Nhiều năm như vậy, sao có thể tìm thấy chứ? Anh còn tưởng rằng em đột nhiên đi tìm con bé là vì có manh mối mới gì đó về con bé. Ngày nào em cũng ở nhà, chẳng có ai nói chuyện cùng, thì em biết nghe ngóng từ ai đây? Mỗi khi đột nhiên nhớ tới chân châu, em sẽ không nhịn được mà đi tới chỗ cũ. Cũng chỉ như vậy thôi. Nếu em đã nhớ con bé như vậy, hay là anh đi nghe ngóng thay cho em nha. Đừng mà. Sao vậy? Nhiều năm như vậy rồi, em nên từ bỏ từ lâu rồi mới đúng. Vậy đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi cho tốt trước đi. Khi nào sức khỏe của em hồi phục thì nói tiếp. Viện trưởng, tôi đã điều tra địa chỉ mà ngài đưa. Hộ gia đình này đã không còn ở đây. Vậy người ở đây lúc trước là họ Chân sao? Dạ đúng. Có cô gái nào tên Chân Châu không? Dạ có. Được rồi, lên xe đi. Dạ. Alo, tôi Lão Khang đây. Vẫn là phải nhờ anh nghe ngóng người lần trước giúp tôi. Phải, chính là cô bé tên Chân Châu. Tôi muốn biết tình hình hiện giờ của con bé. Được. Được rồi, tôi chờ tin tức của anh nha. Cảm ơn. Tạm biệt. Lái xe đi. Ai đã may bộ quần áo này? Mau đứng lên. Chân Châu, không phải hôm qua cô đã may bộ quần áo này sao? Là cô sao? Có vấn đề gì hả? Tôi hỏi cô, trong bản thiết kế cái khóa này ở đâu mà cô lại may nó ở đây? Sai tận 2 inch luôn đó. Rốt cuộc cô có biết xem bản vẽ hay không? Quá ra là vì cái này sao? Tại vì tôi cảm thấy vị trí của cái khóa này bị hẹp quá,
Dựa vào kinh nghiệm sửa quần áo của tôi, tôi thấy mặc như vậy sẽ không thoải mái, cho nên tôi đã sửa lại một chút. Đủ rồi đó. Cái công ty này đúng là ngọa hổ tàng long thiệt nha. Cô là người từ công xưởng mới tới phải không? Sao nào, không làm công nhân may giá mà có thể sửa bản thiết kế của tôi sao? Cô đang chỉ ra sai lầm của tôi đó hả? Tôi không có ý này đâu. Cô hiểu thời trang cao cấp không? Khách hàng của chúng ta ra sao? Cô hiểu nhu cầu của bọn họ sao? Cô tưởng những người mặc trang phục này đều giống cô sao? Ngày nào cũng ở trong nhà lau bàn, giặt quần áo, nấu cơm hay sao chứ? Nếu như cô thích làm bà chủ thì làm ơn nâng cao trình độ của bản thân mình trước đi. Cô nhớ cho kỹ, thứ nhất, nhà thiết kế là tôi chứ không phải là cô. Thứ hai, người mặc những bộ trang phục này cũng chắc chắn không phải là cô. Chưa tới lượt cô nhận xét đâu. Tôi mong rằng đây sẽ là lần cuối cùng bị cái loại sai lầm thấp kém này phá hỏng tâm trạng của tôi. Hôm nay trước khi tan làm, tôi mong rằng bản thiết kế của tôi sẽ xuất hiện y nguyên ở đây. Trân Châu, cô giỏi thiệt đó. Ngay cả chị Nam Hy mà cô cũng dám động vào. Dì Tuyết Bình, dì Tuyết Bình, dì tỉnh rồi. Dì đã đỡ hơn chưa? Khi nãy dì ngất xỉu làm con sợ lắm đó. Có phải dì đến tìm phó tổng giám đốc không? Con vừa gọi điện cho cô ấy sẽ đến đây nhanh thôi. Đây, dì uống chút nước đi. Dì nghỉ ngơi một chút. Con đoán là do thời tiết nóng quá cho nên dì bị cảm nắng phải không? Con mua thuốc cho dì rồi đây. Dì cứ nghỉ ngơi ở đây một chút. Cảm ơn con, Trân Châu. Dạ không sao đâu. Mẹ, phó tổng. Mẹ, mẹ sao rồi? Không sao chứ? Có cần con gọi điện cho bố không? Không cần đâu. Mẹ nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi. Tôi cảm thấy chắc là do trời nóng quá nên bị cảm nắng. Tôi đã mua thuốc cho dì rồi, chắc sẽ ổn thôi. Cô là bác sĩ sao? Cô hiểu hay sao? Lâm Lâm, còn đứng đây làm gì? Cô còn cần tôi phải nhắc nhở cô bây giờ đang là giờ làm việc không? Tôi xin lỗi phó giám đốc, bây giờ tôi đi đây. Dì Tuyết Bình, dì phải nghỉ ngơi cho tốt đó. Lâm Lâm, con đừng trách Trân Châu. Con bé là có ý tốt. Để cho con. Mẹ, mẹ đừng có đột nhiên dọa con như vậy nữa, có được không? Mẹ phải chăm sóc bản thân cho thật tốt. Mẹ biết chưa? Chỉ là mẹ không muốn khiến con lo lắng, cho nên hôm nay tinh thần mới tốt hơn một chút, đã tới đây thăm con. Không biết bây giờ Trân Châu nó đang làm gì. Cũng không kịp chào tạm biệt con bé. Vừa nãy con bé bị người phụ nữ kia mắng xối xả như vậy mà mình lại không giúp được gì nó, mà còn để con bé chăm sóc cho mình. Ngày nào Trân Châu cũng phải chịu tủi nhục như vậy ở trong công ty, đúng là không dễ dàng gì. Giờ mình cũng không biết lúc đầu giới thiệu con bé tới Swan là đúng hay không. Tất cả đều tại mình. Dạ con cảm ơn dì. Tử Tử, Tử Tử, Tử Tử, tìm được con rồi. Con chạy đi đâu vậy? Con làm mẹ lo muốn chết luôn đó. Sau này không được chạy lung tung đó biết không? Cảm ơn dì, cảm ơn. Con không được chạy lung tung đó, con biết không vậy? Mẹ lo chết đi được. Đi thôi.
Thầy Đinh, quần áo của Nam Hy hôm nay vốn là dáng kiểu thon gọn, tại sao lại sửa thành rộng rãi? Tôi xin lỗi, tôi tưởng rằng sửa như vậy thì mặc vào sẽ thoải mái hơn. Cô có cảm thấy Nam Hy mắng cô nặng lời quá không? Tôi không để ý lời cô ấy chửi, mà là cô ấy nói tôi không biết gì hết. Cái gì tôi cũng không biết. Tôi không biết là một nhà thiết kế thì nên suy nghĩ vấn đề như thế nào. Cũng không biết nhu cầu của khách hàng rốt cuộc là gì. Lúc trước ở tiệm sửa quần áo, ngày ngày sửa quần áo tôi đã cảm thấy rất vui vẻ rồi. Nhưng mà khi tới đây, đột nhiên tôi phát hiện ra bản thân không biết gì cả. Vậy là cô muốn từ bỏ sao? Dạ không, đây là chuyện tôi nhất định phải làm. Cô nghĩ vậy là đúng rồi. Con người không thể lựa chọn xuất thân của mình, nhưng chưa bao giờ là muộn để cố gắng. Cô đừng bởi vì trước đây cô là một người học nghề sửa quần áo mà cảm thấy tự ti. Lúc trước tôi đã nói với cô rồi, cô có ưu điểm của cô. Chính vì lúc trước cô được thực hành sửa quần áo nhiều nên bàn tay cô rất có năng lực. Đây là điều mà rất nhiều sinh viên chính quy của chuyên ngành thiết kế không có được. Cảm ơn thầy Đinh. Bây giờ thì cô đang thiếu kiến thức lý thuyết, vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc thiết kế là thiết kế cái gì. Dựa vào cảm giác và kinh nghiệm thì không được đâu. Tôi kiến nghị nếu có thời gian thì cô nên học những kiến thức liên quan, nâng cao bản thân một chút. Nếu đã như vậy thì hãy bắt đầu từ quần áo của cô đi. Quần áo của tôi sao? Không có bộ quần áo nào là xấu, chỉ có sự kết hợp không hợp lý thôi. Đồ ăn nguội rồi, đừng để bụng đói đó. Sư huynh, bệnh nhân số 32 vừa mới xì hơi, chúng ta để người ta ăn uống được rồi chứ? Tôi, lần trước tôi đi rồi mà. Học trưởng, dạo này anh có chuyện gì sao? Cứ nhìn vào điện thoại như vậy. Anh có bạn gái mới rồi hả? Vừa nói cái gì? Bệnh nhân phòng 32 muốn ăn uống. Anh có biết tình trạng của người ta ra sao không? Sự cố y tế là do mấy người các cậu mà có. Xin lỗi sư huynh, để tôi đi xem lại đã. Alo, nghe điện thoại nhanh vậy sao? Con đang chờ điện thoại của ai vậy? Đâu có đâu, sao lại như vậy chứ? Tám phần là có bạn gái mới rồi. Ai vậy? Là cô gái đâm phá nấy. Đừng có đoán bừa chứ. Sao lại có thể? Anh ấy trước giờ là con người kỳ quặc, cũng đâu phải không biết. Con đang làm việc mà. Mẹ biết là con đang làm việc, nhưng sau khi tan làm xong con tới đón mẹ được không? Được rồi, tan làm con sẽ đến. Vậy nha, chút nữa gặp con. Tạm biệt. Dì đã giúp con hẹn nó rồi. Chờ một chút nữa lúc Khả Phong qua đây, hai đứa các con vui vẻ đi xem phim cũng được, đi ăn cơm cũng được, hay là đi hát cũng được. Dì không biết gì cả. Dạ được rồi, vậy con đi sắp xếp một chút nha. Dì Mỹ Từ, cảm ơn dì. Là mẹ của tôi. Trong thời gian làm việc hai người có thể chú tâm chút không? Đừng có suốt ngày nghĩ tới mấy chuyện linh tinh. Lần sau hai người mà còn nhầm lẫn tình trạng của bệnh nhân thì tôi phạt hai người chép bệnh án 10 lần. Dạ được rồi. Sư huynh, bọn tôi thấy tay này của anh cầm điện thoại không tiện lắm. Hơn nữa vết thương của anh chắc cũng đã khỏi rồi phải không? Có cần tôi cởi băng gạc ra không? Hai người rảnh quá chứ gì. Rảnh quá thì tới phòng bệnh xem tình trạng miệng vết thương của bệnh nhân chút đi. Khiếu nại chưa đủ hay sao? Còn không đi. Lão Trương, làm phiền anh chạy qua đây một chuyến rồi. Nào có, nào có. Chúng ta là bạn học nhiều năm mà, đừng khách khí. Cái này là địa chỉ của đứa trẻ tên là Trân Châu đó. Anh xem thử đi.
Cảm ơn anh. Khách sáo quá rồi, anh đã giúp tôi một chuyện lớn. Khả Phong, anh tới rồi sao? Anh thấy là trời vẫn còn sớm. Sao nhân viên công ty em về hết rồi? Anh nhìn đi, bây giờ mấy giờ rồi mà còn sớm. Anh tới để đón chị Mỹ Từ phải không? Nhưng khi nãy chị ấy gọi điện đến, chị ấy nói là đi gặp một người bạn ở hội xí nghiệp trang phục gì đó, cho nên không quay lại. Anh ăn cơm chưa? Chúng ta đi ăn nha. Nếu như mà anh đã không đón được mẹ của anh, vậy thì anh phải về bệnh viện. Còn có nhiều chuyện lắm. Anh làm tôi giật mình đó. Anh thích chào hỏi người ta theo kiểu này lắm sao? May mà tôi có một trái tim khỏe mạnh đó. Tôi thấy cô không những có trái tim khỏe mà cả người cô đều rất khỏe. Anh là có ý gì đây? Đây là khen tôi hay là chế nhạo tôi? Tôi khen đó. Chỉ là tôi cảm thấy bộ đồ hôm nay của cô nhìn từ xa giống y chang như cây thông Noel di động. Lúc đó tôi liền nghĩ, vẫn chưa tới Giáng sinh, sao cô lại ăn mặc như vậy chứ? Tôi mặc cái gì thì liên quan gì tới anh đâu? Tất nhiên là có liên quan rồi. Cô mặc như vậy đi đi lại lại trong công ty của mẹ tôi, như vậy sẽ ảnh hưởng tới hình tượng. Tôi nói cho anh biết, hôm nay thầy Đinh đã nói rồi, không có quần áo không đẹp, chỉ có phối đồ không hợp thôi. Lười nói chuyện với anh. Nè cây thông Noel, cô muốn đi đâu? Tôi muốn mua đồ ăn. Trùng hợp vậy, tôi cũng muốn đi mua đồ ăn. Vậy chúng ta đi cùng đi. Anh chưa hỏi tôi là đi đâu mua mà. Cô mua ở đâu, tôi mua ở đó. Đi thôi, lên xe đi. Sao cô lại mua đồ ăn sống mà không phải là đồ chế biến sẵn? Tại sao phải mua đồ chế biến sẵn? Vậy chúng ta phải nấu tới bao giờ? Chút nữa tôi còn làm đêm đó. Vậy sao? Vậy hay là anh chọn đồ mà anh thích ăn đi, được không? Được chứ. Vậy để tôi xem thử cô mua gì đã, rồi tôi sẽ quyết định sao. Được thôi. Đồ tôi mua lúc nãy đâu rồi? Tôi cũng không thích ăn ớt xanh, cũng không thích ăn cá gai, cho nên tôi trả về rồi. Anh lấy hết của tôi sao? Anh chọn đồ của anh đi, quản tôi làm gì chứ? Không phải, đồ cô chọn cộng thêm đồ của tôi chọn nữa, nhiều như vậy làm sao chúng ta ăn hết? Ai muốn ăn cùng với anh? Vậy cô kêu tôi đi mua thức ăn làm gì? Tôi tự nấu sao? Không lẽ là tôi nấu? Không phải nhà anh có gì nấu cơm hay sao chứ? Đúng là có. Vậy sao cô lại khiến tôi hiểu lầm? Cô không muốn ăn cơm với tôi thì nói đại đi. Ai khiến anh hiểu lầm đâu? Tôi có nói là muốn ăn cơm cùng với anh sao? Nhưng mà cô mua nhiều đồ như vậy, nói rõ ràng đây không phải là suất ăn dành cho một người. Thì phải đó. Vậy thì tôi cũng đâu có nói là muốn ăn với anh đâu. Không ăn với tôi thì ăn với ai? Tôi ăn với cả nhà của tôi với ai? Vậy nên cô chơi đùa với tôi sao? Lúc lên xe sao cô không nói sớm? Là ai nhất quyết kéo tôi lên xe chứ? Tôi hỏi là cô muốn làm gì, cô kêu là cô muốn mua đồ ăn. Chúng ta đi nãy giờ mà lại tới siêu thị mua nhiều đồ ăn như vậy, ai mà không tưởng chúng ta sẽ cùng đi ăn cơm. Tôi chỉ nói là đi mua đồ ăn, chứ đâu có nói là nấu cơm. Vậy thì cô phải nói rõ chứ. Là anh nghĩ nhiều rồi có được chưa? Là chính anh không rõ.
Ở cùng với cô thì ai mà rõ được chứ. Nè, anh mới nói cái gì vậy? Mẹ, mẹ, con về rồi. Con mua nhiều thức ăn như vậy làm gì? Mẹ à, con nói mẹ nghe, hôm nay không phải Cao Nhiên. Chuyện gì với bản tranh kiện này? Ngày tháng trong ngày là sao đây? Thứ hai. Thứ hai. Là thứ hai mới đúng. Không phải anh nói là thứ tư sao? Sao chứ? Cậu nói tôi nhầm đó hả? Còn không mau xin lỗi đi. Tôi có sai đâu mà phải xin lỗi. Kỳ lạ thiệt đó. Làm sai mà không chịu thừa nhận sao hả? Cậu muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Thật ngại quá. Trong máy tính của tôi có lưu trữ. Nếu như anh nhất quyết cho rằng bọn tôi sai, vậy thì chúng ta kiểm tra đi. Rốt cuộc ai đúng ai sai? Anh thật ngại quá. Chú ơi, chúc mừng chú. Chúc mừng chú. Được nha Cao Nhiên. Chúc mừng con mọt gạo to nhất nhà ta đã tìm được công việc. Thằng nhóc thối tha, chúc mừng con. Làm tốt lắm. Cậu mau nhìn xem thế nào. Bọn tôi đã kỳ công chuẩn bị chỗ này cho cậu đó. Mau qua đây ngồi đi. Có gì hay mà chúc mừng? Mọi người tự ăn đi. Tâm trạng con không tốt. Nè, Cao Nhiên, đi đâu vậy? Để con đi xem. Con cũng đi tìm hiểu tình hình một chút. Có chuyện gì vậy? Cao Nhiên, Cao Nhiên, cậu đứng lại đó. Cậu làm gì vậy? Một bàn thức ăn bố mẹ đặc biệt chuẩn bị cho cậu đó. Có phải công việc không thuận lợi không? Cần chi quản sao? Vậy cậu tự dưng giận dỗi bỏ đi sẽ khiến bố mẹ đau lòng đó. Cậu mau quay về đi. Mấy người đang diễn trò gì vậy? Hôm nay tôi thất nghiệp mà còn chúc mừng sao? Có gì đáng để chúc mừng đâu. Thất nghiệp sao? Tôi nói chị biết, tôi sẽ không ở trong loại công ty đó một ngày nào nữa. Tôi mặc kệ, bố mẹ tưởng rằng cậu tìm được công việc mới rồi nên đều vui mừng thay cho cậu. Nhưng mà tôi đã từ chức rồi, tôi biết giải thích với họ sao đây? Không lẽ kêu họ là tôi vừa mới tìm công việc đã thất nghiệp rồi? Vậy cậu phải quay về xin lỗi bố mẹ trước. Chuyện thất nghiệp sau này hẳn nói. Mấy ngày nay cậu đã nộp CV mấy lần rồi. Nói không chừng mau chóng tìm được công việc thích hợp. Chị đừng lấy thái độ của người thành công đi dạy dỗ tôi có được không? Tôi thấy lo lắng cho cậu thôi. Nửa đêm nửa hôm cậu đi đâu được chứ? Ngay cả Tiểu Kỳ cũng hiểu điều này. Mà sao cậu lại không hiểu? Không cần xin lỗi đâu. Giáo viên của bọn con nói với bọn con, thất bại chính là mẹ của thành công đó. Được rồi, nghe lời của Tiểu Kỳ đó. Không thèm quan tâm tới người mẹ thất bại của con. Dạ vâng, đi thôi, chúng ta vào nhà nào. Tạm biệt. Nè Cao Nhiên, cậu nói rõ cho tôi, cậu nói ai là người mẹ thất bại chứ? Chính là chị đó, Trân Châu. Cuối cùng thì cũng tìm được con rồi. Nhưng mà bố phải làm sao mới thuyết phục được con đây? Sao vậy, có chuyện gì? Mới đá gà vào sao? Em phải tìm một công việc gắn bó lâu dài cho Trân Châu thấy. Trân Châu bị một thợ may nhỏ bé coi thường, có phải vô dụng lắm không? Nghe nói đây, từ khi nào mà em để ý tới quan điểm của một thợ may nhỏ bé vậy? Em đâu có để ý. Anh à, có để ý đâu. Anh ơi, em nói anh nghe, em căn bản không hề để ý tới việc chị ấy nói cái gì. Chị ấy là ai chứ? Chị ấy dựa vào đâu mà giáo huấn em? Em tuyệt đối sẽ không nhận thua đâu. Em không hề để ý lời của chị ấy nói một chút nào. Được rồi, nói vậy mệt rồi. Nói liền một mạch như vậy, anh thấy còn mệt thay cho em đó.
Cảm ơn anh nha. Mùi gì gì đây? Chỉ nước cam ép chứ còn gì gì. Làm gì vậy? Nè anh hai, anh đi hẹn hò sao? Chỉ xịt có một chút xíu. Anh xịt thuốc trừ sâu hả? Vậy nói coi nên xịt thế nào? Hỏi em làm gì? Cả thế giới này đã thay đổi từ lâu rồi. Ngay cả chân châu cũng có thể bắt nạt em. Thì có khi chị Sang Sang đó sẽ yêu cái mùi thuốc sâu trên người của anh đó. Bậy bạ. Cái đồ tự luyến. Đồ tự luyến. Đi đây. Tạm biệt. Cố lên đó. Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc. Sao chị? Anh không đóng được cái cúc áo này, em giúp anh đi. Không đóng được sao? Không đóng được thì cứ phanh ra thôi. Vậy sao mà được chứ? Chúng ta tham dự hôn lễ đó, phải lịch sự một chút. Bố, bố đưa áo của bố cho con đi. Con sửa lại một chút là xong thôi. Được được được. Mẹ có chỉ không? Có. Đây của con đây. Quân Diệu, anh nói coi, thằng bé cao nhiên này đúng thiệt tình. Có chuyện gì cũng không nói cho chúng ta biết là sao? Anh xem, nó lo lắng như vậy, tức giận như vậy. Cậu ấy chỉ là nóng lòng muốn thể hiện bản thân thôi. Giống như trẻ con đó. Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Mẹ Chân Châu, con nói gì với thằng bé mà khiến nó quay trở về vậy? Con chỉ khuyên cậu ấy nói đạo lý một chút thôi. Mới đầu cậu ấy đúng là rất tức giận, sau đó lại ngoan ngoãn về nhà. Cậu ấy trong lòng biết rõ ai tốt với mình, chỉ là rất cứng miệng và thích ra vẻ. Cũng đúng. Khó khăn lắm mới tìm được một công việc mà lại mất việc rồi. Tâm trạng của nó tất nhiên không tốt. Phải rồi Chân Châu, ngày mai mẹ với ba con sẽ tham gia hôn lễ. Tiểu Kỳ phải làm sao đây? Bà sẽ đón nó, rồi buổi tối con sẽ đón nó về nhà. Như vậy thì chắc giả cho bà rồi. Tiểu Kỳ nó ngủ rồi sao? Thằng bé mới vừa lên giường, chắc bây giờ đã ngủ rồi đó. Bố à, xong rồi, bố mặc thử xem. Được rồi. Có vừa không? Vừa lắm, chuyên nghiệp có khác. Giỏi hơn cả em. Em tỉnh rồi sao? Bác sĩ nói hôm qua em tự ý rời khỏi bệnh viện. Là có chuyện gì sao? Nói anh nghe đi. Ngày mà em rời xa Chân Châu, con bé chỉ mới 6 tháng, em đang cho nó bú, thì tay của nó cứ bám chặt lấy tay của em không buông. Em cứ hết hôn rồi lại ôm nó. Khuôn mặt xinh đẹp của con bé, em rất muốn ôm con bé đi. Thật sự không nỡ bỏ rơi nó. Nhưng em không biết ngày mai bản thân mình sẽ ra sao. Em lấy gì để bảo đảm cho con bé chứ? Cho nên em đã tự nhủ rằng vì muốn tốt cho con bé, em phải nhẫn tâm mà gỡ bỏ ngón tay của nó ra khỏi tay của em. Vì để tốt cho nó mà em đã lỡ bỏ nó rồi rời đi một mình. Anh có biết trong lòng của em đau khổ ra sao không? Em mắc bệnh trầm cảm. Nếu như em bế con theo, bọn em chắc chắn sẽ chết cùng nhau. Bọn em chắc chắn sẽ không sống nổi.
Em nhớ đứa con nhỏ của mình. Em còn tự an ủi mình rằng đứa trẻ này, nó rất thương bà của nó, kiên cường hơn cả em. Em tự lừa dối mình bao nhiêu năm nay. Em căn bản không nghĩ tới việc là nó sẽ chịu khổ, nó sẽ tủi thân. Nó cũng cần hơi ấm của người mẹ. Đừng như vậy mà. Anh hiểu tâm trạng của em. Sao có thể không nhớ máu mủ ruột thịt của mình như vậy chứ? Những năm nay anh vẫn luôn cố gắng khiến em sống hạnh phúc, muốn khiến em dần dần quên đi chuyện này. Nhưng không ngờ rằng em vẫn đau khổ như vậy. Sao lúc đó em lại nhẫn tâm như vậy? Em không phải là con người. Em căn bản không phải là con người. Được rồi, được rồi. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình đâu. Cho nên những năm qua em đã không còn đi tìm con bé. Được rồi mà. Chuyện này cũng tại anh. Lúc đầu anh đã không giúp em tìm ra chân châu. Nếu như em đã nhớ con bé như vậy thì anh sẽ nhờ người tìm con bé. Chắc chắn sẽ có ngày tìm thấy. Không được, tuyệt đối không được. Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, anh tuyệt đối không được tìm con bé. Tuyết Bình à, rõ ràng là anh biết bây giờ đã quá trễ để đi tìm con bé rồi. Bây giờ anh đi tìm nó, không lẽ anh, không lẽ là anh nè Tuyết Bình? Cho dù nó ra sao thì nó cũng là đứa con em mang thai 9 tháng 10 ngày, là quyết thống không thể tách rời. Có thể chân châu cũng đang tìm em khắp nơi, muốn đoàn tụ với em. Em nói rồi, em nói là anh không được đi tìm con bé. Không phải là em nói suông đâu, em đang cảnh cáo anh đó. Nếu như anh tìm được nó thì em cũng sẽ không nhận nó, em cũng sẽ không gặp nó. Thôi được rồi, em đừng kích động như vậy. Em đang bị bệnh đó. Bây giờ không được kích động đâu. Nào, nằm xuống đi. Sai lầm mà một mình em phạm phải thì cứ để một mình em gánh vác. Huống hồ như vậy chứ chân châu cũng tốt. Vĩnh viễn đừng để con bé biết sự thật. Đừng để con bé biết người mẹ đã dứt bỏ nó. Một người mẹ có thể dứt bỏ ruột thịt của mình? Anh đồng ý với em đi. Anh đồng ý với em. Các chỉ số trong bản báo cáo kiểm tra sức khỏe lần này đều chỉ rõ thận của cô đang xấu đi một cách nhanh chóng. Khi nãy tụi em gấp rút quá trị cho cô thì đột nhiên cô bị sốc, nên tụi em phát hiện ra thể chất đặc biệt của cô ấy. Em sợ sau này mỗi lần quá trị thì cô ấy sẽ bị sốc. Thận của cô bây giờ đã sắp hoàn toàn mất đi tác dụng rồi. Cho nên em kiến nghị có cần tới trung tâm cấy ghép đăng ký hay không. Nhưng mà phải đợi quả thận có điều kiện hoàn toàn phù hợp. Không biết phải đợi trong bao lâu. Chúng ta có đủ thời gian hay không?
cách tốt nhất và nhanh nhất là tìm người thân quyên tặng. Được rồi, nghe lời của Tiểu Kỳ, không thèm quan tâm tới người mẹ thất bại của con. Dân, đi thôi, chúng ta vào nhà đi. Cậu Nhiên, cậu vừa nói ai? Cậu vừa nói ai thất bại vậy? Là cô đó.